Kim Thoa xin kính chào quý vị. Kim Thoa xin mời quý vị trở lại với Kim Thoa cùng chương trình Ngôi Nhà Ước Mơ. Đây là một cái chương trình mà do công ty Precious Realty and Mortgage và Kim Thoa thực hiện vào mỗi hàng tuần. Thưa quý vị, Kim Thoa rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình trong nhiều tuần vừa qua. Và hôm nay, Kim Thoa gửi đến quý vị một cái đề tài mới nữa, đó là cái appraisal. Thưa quý vị, khi mà nói với vấn đề mua bán nhà cửa thì mọi người đều hay có những cái thắc mắc là tại sao mình cần cái appraisal và mình có quyền lựa chọn là không muốn được hay không. Thì đầu tiên, Kim Thoa xin định nghĩa về cái appraisal bằng tiếng Việt của mình. Thưa quý vị, cái chữ appraisal là định nghĩa nôm na là mình định giá một cái ngôi nhà mà mình đang mua. Thưa quý vị, khi mà nói về cái định giá thì sẽ do một người có license để định giá cho cái căn nhà mình muốn mua. Và thường thường cái appraisal company họ đại diện cho cái người ở nhà băng để định giá xem cái nhà quý vị mua có đúng hay không. Và nếu mà nói về cái câu hỏi mà quý vị có nên có appraisal hay không thì cái đó cũng là yes hoặc là no. Thưa quý vị, Kim Thoa cũng vừa mới nói là vì cái appraisal là đại diện cho nhà băng nên khi quý vị mượn cái loan chắc chắn quý vị phải bị làm appraisal. Bây giờ quý vị có nói là tôi down tới hơn một nửa hay là tôi mượn chỉ có mấy chục ngàn trong khi cái nhà của tôi là mấy trăm ngàn, thì khi đụng đến nhà băng thì quý vị vẫn phải có appraisal vì nhà băng muốn biết là cái nhà của quý vị mua có đúng giá hay không, và cái nhà này sẽ được cái người appraiser họ so sánh với cái giá thị trường trong cái khu của quý vị và họ sẽ đo đạc và sẽ report rất là kỹ lưỡng ở trong nhà. Và thậm chí quý vị biết nếu mà cái nhà của mình mà cái máy nước nóng hay là máy lạnh bị hư hay là ở trong nhà thiếu cái bếp, họ cũng có thể deny cho cái loan của quý vị và họ muốn là cái người bán hay ai đó phải làm cho cái nhà hoàn chỉnh thì nhà băng mới có thể funding cho cái loan đó. Vì vậy khi mượn loan là quý vị bắt buộc phải có cái appraisal. Còn cái câu answer mà no là ở đây Kim Thoa muốn nói về với những quý vị mà mình trả bằng cash, nghĩa là tiền riêng của mình để trả cho cái nhà mình mua, thì quý vị có thể không cần appraisal. Và cũng có một số những cái người private lender khi work với những cái company về mortgage, mà những cái company về mortgage rất là giỏi, có thể định giá, có thể làm cái CMA cho những người lender, họ có thể waive cho quý vị về cái appraisal. Đây là cũng là những trường hợp case by case thôi. Và thưa quý vị, nếu quý vị không mượn tiền và quý vị trả bằng tiền mặt của mình, chắc chắn quý vị không cần appraisal. Nhưng nếu mà quý vị muốn mình được bảo vệ một cách tốt nhất và chắc chắn nhất là mình mua cái nhà này không có bị làm giá, thì appraisal vẫn là một cái sự lựa chọn mà quý vị nên nghĩ tới. Và cái appraisal thường thường á, là mình cái giá của mình á, thưa quý vị, là trong khoảng chừng khoảng 450 cho tới 550 là cái appraisal mà quý vị có thể nghĩ là một cách hoàn chỉnh và quý vị được report rất là rõ ràng, thậm chí là cái ngôi nhà mình bao nhiêu square feet tất cả được viết ở trong cái appraisal. Và sự so sánh giữa những cái nhà trong subdivision thì quý vị cảm thấy là mình an tâm hơn rất là nhiều. Vì có nhiều khi quý vị mua cái nhà, quý vị cũng nhìn thấy là gần gần đây bán như thế này, đằng kia bán như thế kia, nhưng mà không biết là làm sao cái nhà này thì cao hơn cái nhà kia quá nhiều. Vì khi mà quý vị nhìn và tính bằng cái square feet, đôi khi nó không có công bằng đâu quý vị, vì người appraisal có thể vô và nhìn thấy được những cái upgrade ở trong nhà để mà họ có thể cân đo và add thêm cái tiền. Vì vậy nên appraisal là một cái việc mà cần thiết và nhà băng luôn luôn đòi hỏi. Và Kim Thoa hy vọng rằng với cái show rất là ngắn gọn để giới thiệu về cái appraisal cho quý vị thì quý vị có thể hiểu thêm một chút gì đó về cái thế giới mà của làm loan. Thưa quý vị, và quý vị nếu quý vị có những câu hỏi hay những thắc mắc
về cái đề tài này, quý vị có thể liên lạc với Kim Thoa và công ty Precious Realty and Mortgage ở số điện thoại là 713-988-1425, 713-988-1425. Kim Thoa xin thân ái kính chào quý vị và kính chúc quý vị và gia đình có một ngày thật là nhiều an lành, bình yên và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Xin thân ái kính chào.